Bí thư Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Cụ thể, tại quyết định 668/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Trần Quốc Tỏ 58 tuổi, quê ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông Trần Quốc Tỏ từng công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an với cấp hàm thiếu tướng. Tháng 3 năm 2014, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và đến tháng 10 năm 2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Với việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ làm Thứ trưởng, Bộ Công an hiện có tất cả 9 thứ trưởng. Như vậy, đến nay Bộ Công an có 10 lãnh đạo gồm Bộ trưởng, Đại tướng Tô Lâm cùng 9 thứ trưởng. Ngoài ông Trần Quốc Tỏ, các thứ trưởng Bộ Công an còn lại gồm Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Lê Tấn Tới. Được biết, Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban dân nguyện của Quốc hội, làm Bí thư Tỉnh Thái Nguyên thay ông Trần Quốc Tỏ.